Hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Chào mừng em đến với kênh YouTube của Thắng Biker. Hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật các dòng xe mô tô cũ cho anh em ha. Ở dòng xe mô tô hôm nay thì mình sẽ cập nhật từ cái dòng xe 250 đến 1000cc em nhé. Đầu video thì cũng sẽ cập nhật lại cái thông tin để chị cửa hàng để những anh em nào mới xem kênh có thể là nắm được cái thông tin về cửa hàng nhé. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô, địa chỉ cửa hàng là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương ha. Cửa hàng có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp ha. Trả góp anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên ha, không nợ xấu anh em nhé. Trả trước 30% giá trị xe và ngân hàng sẽ hỗ trợ em tối đa khoảng 50 triệu nhé. Đó, anh em mà cần tư vấn thì liên hệ trực tiếp số Zalo hoặc là mình đến trực tiếp cửa hàng ha. Đó. Rồi, đồng hành mình hôm nay thì cũng có bạn Quyền sẽ cập nhật báo giá của mình nhé. Lời với Quyền ha. Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Thắng Biker. Thì ngày hôm nay mình với Thắng sẽ tiếp tục review báo giá một số mẫu dòng xe phân khối lớn có mặt tại cửa hàng ngày hôm nay. Đầu tiên, trước mặt anh em đây là một chiếc Bentley 302. Chiếc này thì 300cc, một hãng xe của Bentley. Những dòng xe này anh em chơi sẽ biết rồi về cái độ hầm hố của nó, và cái thứ nhất là cái thứ hai nó về âm thanh của chiếc này. Âm thanh của chiếc này thì đi nó cực kỳ phê luôn, nghe nó rất là bốn máy luôn. Chiếc này thì đăng ký lần đầu 2016, bảng số 90 Hà Nam. Chiếc này thì cửa hàng bao tranh chấp hợp lệ cho anh em thôi, không bao rút hồ sơ. Về bề ngoài tổng quan chiếc này thì được chủ xe dọn theo phong cách đó là bomber. Đó, có nghĩa là cắt đuôi gọt yên. Đó, gọt yên đằng sau nhìn nó rất là gọn và kiểu đi dáng ghi đông, đi ghi đông ngang. Trông nó cũng rất là hầm hố luôn. Đó, giá xe của chiếc này thì để cho anh em chỉ có là 30 triệu thôi. Xe chiếc này thì bao hợp lệ cho anh em. Đó, kiểu dáng ngồi Bentley cũng rất là thoải mái nhá. Và đặc biệt về cái dòng Bentley này thì chúng ta nghe về âm thanh của nó, nghe nó hú rất là tê tái nhá. Ok, 30 triệu bao hợp lệ anh em nhé. Nghe con này thì đã lên luôn. Đầu đèn bô rồi in sau thì đã dọn lại ha. Đó. Mẫu mô tô hai máy, mẫu này thì nghe tiếng máy cực kỳ hầm hố rồi. Anh nghe cực kỳ tê tái luôn, mà giá thì chỉ có 30 triệu thôi. Đó, Bentley 302, chiếc này thì cửa hàng bao hợp lệ nhá, không bao rút hồ sơ. Okay, tại vì xe nó mua bán qua nhiều đời trục. Rồi biển 90 ha, 2016, 30 triệu thôi anh em ạ. Đấy. Còn bên ngoài này thì cũng còn rất là nhiều dòng xe. Nhiều. Giới thiệu luôn cho anh em chiếc CF Moto này. Chiếc này là 300cc, một hãng xe của thằng Trung Quốc nhé. Hãng xe của Trung Quốc gọi là CF Moto, chiếc này là 300cc. Đó, chiếc này thì nhìn tổng quan là rất là thể thao luôn, dòng xe thiên về thể thao. Về thiết kế thì rất là tăng độ bắt mắt hầm hố này. Về đầu hệ thống đầu đèn, đèn thì cũng một trang bị cũng rất là đẹp luôn, hệ thống đầu đèn. Trông nó giống với kiểu dáng của Bentley S1000RR. Có trang bị ABS luôn em nhé. Nó ABS trước sau hai kênh luôn. Một hãng CF Moto ha. Đấy. Xe thì zin nguyên bản luôn nhé. Xe zin luôn. Bảng số 61 Bình Dương. Chiếc này thì để ngoài thử tiếng máy nhé. Đồng hồ này thiết kế cũng rất là đẹp luôn nhé. Đồng hồ là... thiết kế theo dạng LCD, đồng hồ LED LCD. Ok. Rất là bắt mắt, hiển thị thông tin đầy đủ. Ô đô ở chiếc này đi có được 31.744 cây. 31.000 hả? Nhìn thấy những máy tập xe còn khá là mới nhá, ốc tán dần chân này ha, mới cứng luôn. Đây. Ok. Con này đi 31.000 nhưng mà thấy là chất xe khá đẹp luôn, cái chung xe. Ok nhé. Giá thì để cho anh em chiếc này chỉ có 60 triệu thôi, bao rút hồ sơ, bảo hành máy 6 tháng đầy đủ. Rồi 60 triệu. Rồi chuyển qua một cái mẫu xe của KTM, đó là KTM RC390 form mới nhá. Dòng này là form mới, mẫu mới rồi. Chiếc này thì đăng ký lần đầu 2023, Odo đi có hơn 1.000 cây thôi. Đấy, chiếc này cũng là zin nguyên bản anh em nhé. Zin nguyên bản, đi có hơn 1.000 cây thôi. Chiếc này thì form mới, đăng ký lần đầu 2023. Form mới thì hệ thống nó khác rất là nhiều so với hệ thống đèn chiếu sáng này. Và kèm theo nữa là một số cái tính năng tiện ích, bao gồm là có tăng chỉnh phuộc này. Đó, tăng chỉnh phuộc đầy đủ nhá. Và hệ thống đồng hồ. Đồng hồ thì hiển thị rất rõ ràng thông tin luôn, đồng hồ form mới này. Đó, các mod chế độ điều khiển đầy đủ hết nhé. Giá chiếc này thì bữa nay cửa hàng em đang giảm cho anh chị em là chỉ còn là 105 triệu thôi. Cửa hàng bao rút hồ sơ, bảo hành 6 tháng. Rồi ok, 105, bao hồ sơ anh em nhé. Rồi, chiếc kế bên trong là CBR500, Honda CBR500. Chiếc này thì đăng ký lần đầu 2020, bảng số 93 Bình Phước. Xe thì còn nguyên zin, chưa có độ gì nhá, bô zin, đuôi zin.
Olo ở trước này thì đi được 17.669 cây. 17.669 cây xe zin. Ok. 500cc, chiếc này thì để cho anh chị em giá chỉ còn là 93 triệu thôi. Cửa hàng bao rút hồ sơ và bảo hành máy 6 tháng đầy đủ. Ok, đó. Rồi là chiếc này thì mình có một cái mẫu đó. Chuyên Touring này. Touring, đó là Honda CB500X. Đó, CB500X này, chiếc này thì đăng ký lần đầu 2018 này, bảng số Sài Gòn. Chiếc này thì lên rất là nhiều đồ chơi cơ bản cho anh em, gồm có hệ thống thùng hông hai bên và thùng sau ghi vi, tất cả là thùng, toàn là thùng ghi vi chính hãng nhé. Kèm thêm nữa là bộ khung chống đổ, bảo vệ dàn áo, bảo vệ lốc máy và đèn trợ sáng, giá để điện thoại, bảo vệ tay côn tay thắng đầy đủ hết nhé. Nói chung con này thì lên full hết đồ chơi rồi. Đó, giá con này thì bữa nay em giảm cho anh chị em là chỉ còn là 120 triệu thôi. 120 triệu. Đấy, bao rút hồ sơ và bảo hành máy 6 tháng đầy đủ. Đấy, xe thì còn zin nguyên bản. Đấy, 120 triệu nhé. Đấy, xe thì mới thay luôn cặp vỏ mới luôn rồi. Bô bổng là zin. Đấy, con này thì anh em mua về là sử dụng thôi. Đồ chơi lên đủ hết rồi. Odo trước này đi được 33.071 cây nhé. Ok. Đó. Máy móc thì thầm anh em nhé. Em ru, cửa hàng vẫn bảo hành máy móc nhưng mà 6 tháng sử dụng. Rồi, đó. Chiếc kế bên Husqvarna 401. Chiếc này thì dòng xe của Thụy Điển. Xe thì đăng ký lần đầu 2022. Đó, đăng ký lần đầu 2022 ấy, bảng số 60 Đồng Nai. Dòng xe Husqvarna này thì cũng rất là lạ nữa anh chị em. Dòng xe này đến từ Thụy Điển này. Dòng xe cũng có mặt từ lốc rất lâu, nhưng mà dòng mô tô này thì mới du nhập về thị trường Việt Nam thôi. Chiếc này thì được nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ, xin lỗi nhé, Thụy Điển. Họ giá chiếc này chỉ còn là bữa nay giảm cho anh chị em là chỉ còn là 90 triệu thôi. Bao rút hồ sơ đầy đủ nhé. Rồi, 90 bao hồ sơ. Xe zin nguyên bản luôn ha. Xe zin luôn. Ok. Rồi. Rồi, bữa nay em cũng mới về là một em Z ngàn. Đó, Z ngàn thì chiếc này thì đăng ký lần đầu 2013, bảng số 75 Huế. Xe thì bô zin. Đó, sử dụng bô zin nhé, nghe rất là lực luôn, bô zin bỏ bầu. Mà gồm có lên cả bảo vệ ốp lốc máy, bảo vệ lốc máy luôn. Đó, xe thì ra ngoài rất là sạch sẽ luôn, vỏ lốp thì còn mới luôn, anh em còn bao xài luôn nhé. Đó, vỏ lốp thì cặp lót 5 bao xài cho anh em luôn, về anh em không phải tốn tiền thay vỏ nhé. Ok, đấy. Cái bắt đời này thì nó chưa có trang bị ABS thôi. Chưa có ABS nhé. Âm thanh của bô zin bỏ bầu nghe cực kỳ là ấm và lực luôn. Đó, giá chiếc này thì bữa nay để cho anh chị em là chỉ còn là 105 triệu thôi. Cửa hàng vẫn bao rút hồ sơ cho anh em và bảo hành mấy 6 tháng đầy đủ nhá. Đấy, 105 thôi anh em nhé, là bao hồ sơ luôn rồi. Ha. Còn phía bên trong này thì có mấy chiếc Ninja như là Ninja 4. Ninja 4 nè. Ninja 4 thì bữa nay em còn 3 chiếc nhá. Một chiếc màu xanh, chiếc màu xanh đây thì bảng số 86 Bình Thuận này. Chiếc này thì lên bô đồ chơi bảng số đút gầm. Đó, giá thì bữa nay em giảm cho anh chị em là chỉ còn là 83 triệu thôi. Đấy, 83 bao hồ sơ. Đó, còn rồi chiếc kế bên đây, bằng số Đà Nẵng, 43 Đà Nẵng. Chiếc này thì bữa nay giảm cho anh chị em là chỉ còn 96 triệu, xe đăng ký lần đầu 2022 nhá. Đó, xe này là xe đăng ký lần đầu 2022. Màu này rất là mới luôn nha. Xám xám đen. Hôm nay còn 96 ha. 96 triệu thôi. 96 triệu. Đó, rồi, kế bên chiếc Ninja 4 này, chiếc này thì bảng số Sài Gòn. Sài Gòn này đăng ký lần đầu 2019 này, chiếc này thì bảng số để cho anh em chị em chỉ còn là 87 triệu thôi. Cửa hàng bao rút hồ sơ và bảo hành máy 6 tháng đầy đủ nhé. Con này lên 4 cái bô được ha. Ok. Rồi, kế bên tiếp theo đó là Z400. Z400 thì chiếc này còn một chiếc thôi. Chiếc này thì bảng số Sài Gòn, đăng ký lần đầu 2021 này. Ở chiếc này lên đồ chơi đầy đủ hết luôn, gồm có đèn trợ sáng, chống đổ 3 ga, mão chắn gió. Chiếc này thì bữa nay giảm cho anh chị em là chỉ còn là 90 triệu thôi. Cửa hàng bao rút hồ sơ nhé. Okay. Và bảo hành 6 tháng đầy đủ. 90 triệu bao hồ sơ ha. Còn bên này có Z3. Z3 thì bữa nay còn một chiếc thôi. Đó, chiếc này thì đăng ký lần đầu 2017, bảng số 72 Vũng Tàu. Xe thì còn nguyên zin, bô zin, đuôi zin và gắn thêm cả cái 3 ga sau. Đó, chiếc này thì Odo, để em quay Odo chiếc này nhé.
ô đồ trước này thì đi được 15.080 cây nhá. 15.080 cây. Nó giá cây. Trước này để cho anh chị em là chỉ còn là 62 triệu thôi. Cửa hàng vẫn bao rút hồ sơ và bảo hành mấy 6 tháng đầy đủ. Ok. Rồi, ok, chuyển qua một em Kawasaki đây. Đúng cũng là Z650. Chiếc này thì bảng số 70 Tây Ninh. Đăng ký lần đầu 2018, xe thì còn nguyên zin, chưa có độ gì cả. 2018 xe bô zin. Bô zin vẫn theo xe. Đó, chìa khóa zin đủ 2 chìa luôn nhé. Z650 này thì nhìn nó rất là gọn này. Và nó cái chiều cao yên nó rất là khiêm tốn, nên anh em chỉ cần 1m6 trở lên anh có thể ngồi được rồi. Okay. Đó, giá chiếc này thì để cho anh chị em là chỉ còn là 99 triệu thôi. Đó, Z650 chỉ còn triệu. Là 99 triệu. Đó. Rồi. 99 triệu, rồi, cửa hàng báo rút hồ sơ, bảo hành 16 tháng đầy đủ. Còn bên này thì có MT03. MT03 form cũ thì bữa nay mình còn một chiếc thôi. Chiếc này thì đăng ký lần đầu 2017, bảng số 71 Bến Tre. Chiếc này thì chủ xe thì có lên thêm cây bộ AK và một, và giá của chiếc này thì để cho anh chị em là chỉ còn 57 triệu thôi. Đó, 57 báo rút hồ sơ và bảo hành máy 6 tháng nhé. Con này thì chỉ lên mỗi cây bộ thôi, còn đâu là zin nguyên bản này. Đó, và giá bây giờ rất là rẻ rồi. Còn phía bên này thì còn Ninja 650. Ninja 650, chiếc này thì đăng ký lần đầu 2018 này. 2018 chiếc này như giá là còn 99 củ. Rồi, cũng có lên một số món đồ chơi ha. Đồ chơi còn có đèn trợ sáng chống đổ. Rồi, phun cố titan luôn ha. Của titan. Đấy. Đó, giá thì như con là cho em nhớ là 99 triệu. Rồi, ok. Đúng rồi, 99 triệu. Đó, đồ chơi cơ bản có đủ hết rồi ha. Đấy. Còn chiếc kế bên đây cũng có Z650, chiếc này thì đăng ký lần đầu 2021 này. Chiếc này thì bữa nay giảm cho anh chị em là chỉ còn là 120 triệu thôi. Ồ, Odo đi 14.000. 14.000 ha. Đó, Odo đi 14.000. Con này thì lên mỗi cái chống đổ thôi, với đèn trở sáng ha. Còn đâu là nguyên bản hết em nhé. Rồi. Ok. Rồi, chiếc kế bên đây cũng đăng ký lần đầu 2021 này, bảng số 81 Gia Lai. Xe thì chủ xe lên thêm cây bô SC đút gầm, kèm theo đó là chống đổ. Đuôi bảng số gập. Ngoài ra tất cả đồ zin theo xe thì vẫn còn nhé. Và giá chiếc này thì bữa nay em để cho anh chị em là cũng chỉ còn là 120 triệu thôi. 120 đấy. Triệu, cửa hàng vẫn bao rút hồ sơ và bảo hành 16 tháng đầy đủ. Ok, 120 luôn. Còn đây bên đây thì vẫn còn CBR500R. CBR500R thì bữa nay mình còn 3 chiếc nhé. Chiếc màu đỏ này thì đăng ký lần đầu 2020. Chiếc này thì hồ sơ có sẵn rồi nhé. Chiếc này Odo đi có mấy ngàn thôi, hơn cực ít luôn. Con này đi Odo ít lắm. Đấy, hồ sơ thì có sẵn cho anh em luôn rồi. Odo đi có 2.300 thôi. Rồi 2.300 nè. Trước này thì bữa nay để cho anh chị em là chỉ còn là 99 triệu thôi. Đó, 99 triệu. Đó. Đấy, xe nguyên bản luôn. Rồi, chiếc kế bên đây cũng đăng ký lần đầu 2020, bảng số 71 Bến Tre, xe chủ xe thì có lên những cái bộ SC họng 60, bảng số đốt gầm và chống đổ. Ngoài ra thì máy móc còn nguyên zin. Chiếc này thì Odo đi được 6.900 rồi. Đó, giá thì để cho anh chị em chiếc này chỉ còn là 97 triệu thôi. Cửa hàng bao rút hồ sơ và bảo hành máy 6 tháng đầy đủ nhé. Ok, 97 triệu ha. Đó, ngoài ra bên ngoài này thì cũng còn một số cái mẫu xe 4 máy nữa em nhé. Ngoài đây thì 4 máy này. Đầu tiên là chiếc Honda CBR650F nhé. CBR650F thì trông nó cũng là 4 máy nhé. Kiểu dáng này thiết kế thì giống 4 máy giống CBR650R. Nó chỉ khác nhau một cái là đó là đầu đèn sử dụng mắt phượng nhé. Okay. Đầu đèn mắt phượng và sử dụng yên liền. Nó sử dụng yên liền nhé. Yên liền thì nhiều khi anh em chở người ngồi sau đi cũng rất là thoải mái này. Đó, bô chủ xe thì có lên thêm cho anh em đó là cây bô AKR3. Nghe cực kỳ lực và ấm luôn. Xe đăng ký lần đầu 2018, bảng số 72 Vũng Tàu. Nghe cực ấm luôn. Bô nghe cực kỳ ấm và lực luôn. Giá trước này để cho anh chị em chỉ còn là 143 triệu thôi. Cửa hàng bao rút hồ sơ và bảo hành máy 6 tháng đầy đủ. Ok, 143 triệu thôi anh em nhé. Giá rất là mềm luôn. Rồi, kế tiếp theo cũng là Honda, dòng 4 máy đó là CBR650R. Chiếc này thì đăng ký lần đầu 2020. Chiếc này thì hồ sơ cầm tay có sẵn rồi nhé. Hồ sơ cầm tay có sẵn rồi. Anh em chỉ việc đi về nộp hồ sơ bấm biển thôi. Xe thì được chủ xe trang bị cho anh em đó là full bộ của bô titan kèm theo bô AKR3, bảng số đút gầm. Đó, xe thì về anh em chỉ việc đi nộp hồ sơ bấm biển ra tên thôi. Odo ở chiếc này thì đi được là 13.391 cây nhé. 13.391 cây.
Xe thì máy móc vẫn còn nguyên zin, chưa có đụng chạm, chưa có sửa chữa gì nhé. Đó, 13.000 cây ha. Con này có lên thêm ốp đuôi nữa. Ốp đuôi ha. Giá để cho anh chị em trước này là 173 triệu nhá, hồ sơ cầm tay sẵn rồi, anh em chỉ việc đi về nộp hồ sơ bấm biển ra tên thôi. Ok, 173 ha. Rồi, kế tiếp theo là cũng là Honda CBR 650R, chiếc này thì đăng ký lần đầu 2021 này, đăng ký trễ, đăng ký lần đầu 2021. Sài Gòn luôn. Đó, bảng số Sài Gòn 59A3. Xe thì máy móc vẫn còn nguyên zin, chủ xe thì cũng lên cho anh em đó là cái bộ AK phun cổ luôn và chống đổ. Full AK chống đổ, chìa khóa còn zin đầy đủ 2 chìa. Ô đô của chiếc này thì đi hơn được hơn 15.000. Rồi. 15.468 cây. Và giá của chiếc này thì để cho anh chị em là 163 triệu. Cửa hàng bao rút hồ sơ. Rồi, bảo 163 đầy đủ. Bao hồ sơ luôn. Ok. Cực kỳ lực luôn, dòng xe 4 máy. Rồi, kế tiếp theo đó là một cái hồng xe CB kiểu dáng Snack Mai, đó là Honda CB 650R. Chiếc này thì đăng ký lần đầu 2021, bảng số 66 Đồng Tháp nhé. Xe thì còn nguyên zin, chưa có độ gì cả, kiếng zin. Chủ xe thì chỉ có lên cho anh chị em đó là cục chống đổ gù hai bên thôi. Ô đô của chiếc này thì đi được 3.784 cây nhé. Ô đô đi cực kỳ ít luôn, 3.784 cây. Hơn 3.000 cây thôi, anh dàn chân ốc tán thế là rất là keng luôn nhé. Đó. Đuôi zin luôn này, rồi bô bọng là cũng là bô zin luôn. Đấy. Zin luôn. Lên mỗi cái chống đổ thôi. Ok nhá. Đấy, thì thầm luôn. Ok. Nghe cực kỳ là zin luôn nhé. Rồi, giá của chiếc này để cho anh chị em là chỉ còn là 189 triệu nhá. Xe đăng ký lần đầu 2021, ô đô đi có 3.700 thôi. Quá keng anh em nhá. Xe cực kỳ keng luôn. Ok. Rồi, chuyển qua Kawasaki thì bữa nay Z1000 thì mình còn 3 chiếc. 3 chiếc Z1000 nhá. Chiếc này thì đăng ký lần đầu 2016 này, bảng số 43 Đà Nẵng này. 43 Đà Nẵng, anh em sang tên về đâu thuế thì cũng chỉ có 1% thôi. Bô zin xe thì sử dụng bô zin. Bô zin thì có móc bầu. Ok. Bô zin móc bầu nhé. Rồi. Đó. Ô đô ở chiếc này thì đi được là 16.118 cây. Đó, 16.118 cây. Hả? Chủ xe thì cũng lên cho anh em đó là tay côn Akosato, bóp cực kỳ nhẹ luôn, chống gãy luôn nhé. Đó, ok. Chống gãy luôn. Ở trước này thì để cho anh chị em là chỉ còn là 179 triệu thôi. Cửa hàng bao rút hồ sơ và bảo hành máy 6 tháng đầy đủ nhá. Ok, 179 anh em nhá. Rồi, kế tiếp theo cũng là một em Z1000. Chiếc này thì đăng ký lần đầu 2018 nhá. Bảng số thì đang rút hồ sơ rồi. Gốc của nó là An Giang. Xe thì còn rất là keng luôn. Xe 2018 xe rất là keng, chìa khóa zin đủ 2 chìa. Đối với dòng 2018 này thì có báo số này, có trang bị nồi trợ lực nồi này. Nồi chống trượt, xin lỗi anh em, nồi chống trượt. Ô đô ở trước này thì đi được 5.695 cây. Đó. 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 Thì được 5.000 cây ha. Xe thì được đi cái bô AR. AR. Bô AR hầm 90 nhá. Ok. Cực kỳ lực luôn. Giá chiếc này thì để cho chị em là 229 triệu nhé. Cửa hàng bao rút hồ sơ và bảo hành máy 6 tháng đầy đủ. Ok. Rồi, kế tiếp theo cũng là một em Z1000 này. Chiếc này thì đăng ký lần đầu 2021 nhé. Đăng ký lần đầu 2021. Bảng số 43 Đà Nẵng. Xe thì còn nguyên zin. Đó, chủ xe thì có trang bị cho anh em âm thanh đó là bô zin bỏ bầu. Nghe cực kỳ là lực luôn. Ngoài ra thì có trang bị cho chị em đó là chống đổ hai bên. Chống đổ hãng ERG. Trong hai cục cực kỳ là chắc chắn luôn. Ô đô là đi được 2.458 cây nhé. Đồng hồ bên em thì cam kết không có tua.
thanh Bozin bỏ vào nghe cực kỳ là lực luôn. Giá thì để cho anh chị em trước này là chỉ còn là 279 triệu nhé, cửa hàng bao rút hồ sơ và bảo hành máy 6 tháng đầy đủ hết nhé. Rồi ok, thì hôm nay thì mình tổng hợp một số cái mẫu phân khối lớn anh em tham khảo ha. Anh em nào mà cần thông tin chi tiết hơn về chiếc xe nào cứ liên hệ Zalo hoặc là mình đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là 64 Nguyễn Chi Phương, khu phố Bình Minh 2, Gian Bình Dương ha. Đó, cửa hàng thì có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc nhá, và vẫn có hỗ trợ trả góp luôn. Trả góp thì anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha, trả trước 30% giá trị xe và ngân hàng sẽ hỗ trợ em tối đa được khoảng 50 triệu nhá. Rồi anh em cần tư vấn thì liên hệ trực tiếp ha. Còn video hôm nay thì mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau. Anh em cần báo giá hay thông tin chi tiết chiếc xe nào thì cứ bình luận bên dưới, mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại nhé. Rồi ok, chào bạn Quyền ha. Ok, xin cảm ơn anh em nhé. Rồi ok, hẹn gặp lại anh em những cái video sau. Anh em cần đang xem thì đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông, mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm các mẫu xe khác để em tham khảo sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại ha.